xin chào quý vị khán giả và bà con đang theo dõi chương trình livestream Alo bác sĩ tâm linh đường xin nghe số thứ 20. Rất vui khi được gặp lại quý bà con trong chương trình ngày hôm nay và cùng lắng nghe chuyên gia của chúng tôi tư vấn về những phương pháp điều trị bệnh xương khớp rất là hiệu quả hiện nay và cùng tìm hiểu về căn bệnh thoái hóa đốt sống lưng. Và đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu vị cố vấn chuyên môn quen thuộc của chúng ta, đại tá bác sĩ Nguyễn Bá Vượng, nguyên phó khoa Đông y Viện Y học cổ truyền Quân đội. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Như Quỳnh. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Alo Tâm Linh Đường xin nghe. Thưa bác sĩ, cái căn bệnh thoái hóa đốt sống lưng này thì có nguy hiểm hay không? Và chúng có thể gây ra những cái biến chứng như thế nào nếu mà không được chữa trị kịp thời ạ? Thứ nhất ấy, là bệnh thoái hóa đốt sống lưng, nó là bệnh nguy hiểm. Nguy hiểm hai yếu tố. Một là nó không tiến triển rầm rộ ngay một lúc, mà nó tiến triển từ từ, cứ ngày nọ ngày kia. Và khi anh đã đủ yếu tố rồi, nó sẽ đổ gục xuống. Đấy, lúc đấy người ta mới biết là mình nhà bị thoái hóa thì thời gian đã bị lâu rồi, muộn rồi. Tức là nó âm thầm, nó thoái hóa từ từ. Đấy là một cái nguy hiểm. Thứ hai là khi anh bị cái thoái hóa lưng, anh không điều trị đúng cách hoặc là không điều trị sớm thì nó gây ra rất nhiều cái biến chứng nguy hiểm. Và nói chung nó bệnh là thoái hóa đốt sống lưng thì rất nguy hiểm đối với chúng ta. Nó ảnh hưởng đến đời sống, ảnh hưởng đến công việc và chất lượng cuộc sống hàng ngày. Thứ hai là cái biến chứng của cái thoái hóa sống lưng này. Thứ nhất là cái khi anh thoái hóa sống nó gây một cái gai cuộc sống. Thì cái gai đó thì là gây nó chèn ép vào cái rễ dây thần kinh, gây cho mình rất đau và thậm chí là đi lại rất khó khăn, vận động làm việc rất hạn chế. Một, thứ hai là đặc biệt thần kinh tọa lúc hay cái chèn ép. Nhiều người ghi đau dọc chân thì khi phát hiện ra là cứ đi tiêm hoặc là chữa thần kinh tọa, những cái nguyên nhân chính thoái hóa từ lưng. Giờ đấy là cái thứ hai. Thứ hai là để lâu ngày thì cái cột sống nó sẽ thoái hóa, nó sẽ dính vào, nó gây một cái gù vẹo cột sống thì ảnh hưởng đến về cái thẩm mỹ của người ta, đặc biệt là ảnh hưởng đến cái cuộc sống đi lại công việc đối với chúng ta. Và nhất là hiện nay rất nhiều bạn trẻ mà khi anh bị anh không điều trị tốt, không phát hiện sớm thì nó sẽ không làm, khả năng làm việc sẽ giảm, thì nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của người ta. Đặc biệt nữa là cái thoái hóa lưng thì nó hay gây thoát vị, cái tỷ lệ bệnh nhân thoát vị địa đệm hiện nay rất nhiều. Mà cái thoát vị thì chúng tôi đã có dịp trao đổi với khán giả rồi, là cái khi đối với thoát vị cũng gây ra rất nhiều biến chứng và thậm chí đến tàn tật. Đấy là một cái biến chứng. Thứ hai là nói chung là khi thoái hóa lưng đó là một cái bệnh rất nguy hiểm đối với chúng ta, nếu anh không điều trị đúng, không kịp thời và nó gây ra nhiều cái biến chứng, ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống, ảnh hưởng đến công việc và cái sức khỏe của chúng ta, và có thể dẫn đến cái tàn tật và cái mất khả năng lao động. Dạ, cảm ơn bác sĩ về câu hỏi chia sẻ vừa rồi. Câu hỏi đầu tiên là câu hỏi của bạn Thanh Tâm. Bạn Thanh Tâm có hỏi bác sĩ như này ạ: mình bị thoát vị, phồng lồi, thoái hóa cả lưng và cổ, bác sĩ có chữa được hay không ạ? Bạn vẫn còn trẻ mà đã bị cái thoái hóa rồi, đặc biệt cái đi đệm của cái phồng lồi nó là đang nhẹ, thì một là cái phồng đi đệm thì nó một giai đoạn sớm mà bạn đã đi khám và đã chụp phim rồi, bạn biết rồi. Thì hiện nay là trong cái bệnh này thì bạn biết bệnh của mình nên bác bạn đi chữa sớm. Chữa sớm thứ nhất là có thể bằng thuốc bảo tồn. Bảo tồn tức là bằng thuốc Tây hoặc bằng y học cổ truyền kết hợp với một số phương pháp vật lý trị liệu nó phù hợp với của mình thì cái bệnh của bạn sẽ được cải thiện tốt hơn. Vâng, và lời khuyên chữa sớm chính là lời khuyên tốt nhất mà bác sĩ của chúng tôi dành cho trường hợp của bạn Anh Tâm. Mình bị thoái hóa lưng và cổ, mình đang tập thể dục tại nhà nhưng chẳng thấy hiệu quả gì, bác sĩ có cách gì hay không ạ? Thứ nhất là bạn bị thoái hóa sống lưng và cổ, tức là hai vị trí là hai vị thoái hóa. Nhưng hiện nay là theo như bạn nói nên chỉ có tập thể dục thôi thì nó chưa hiệu quả gì. Thì thứ nhất là khi anh đã bị thoái hóa rồi thì một cái tập thể dục chỉ là một phương pháp nhỏ thôi. Đấy, tập thể dục này một là có thể anh tập trước đây trải qua một quá trình dài thì nó sẽ hạn chế được cái thoái hóa, và hai là sau khi đã được điều trị rồi thì có thể duy trì cái tập thể dục này để duy trì cái bệnh cho bạn tốt. Thì theo tôi là bạn nên đi khám để làm cái xét nghiệm, ví dụ chụp X-quang chẳng hạn, cộng từ xem mức độ nó thoái hóa ở mức độ nào, và người ta sẽ đưa ra cái phương pháp, cái thuốc, cách điều trị ra sao, về dùng thuốc, về vật lý trị liệu. Thì theo tôi là bạn nên đi sớm, chứ chúng ta tập một thể dục này không thì chưa giải quyết được vấn đề. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ về cái trường hợp bệnh nhân vừa rồi.